Hello các bạn hôm nay là tại cái khách sạn ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh, có một cái sự kiện của một YouTuber, vừa là một YouTuber mà vừa là một danh hài cũng khá là nổi tiếng, đó là anh Quách Ngọc Tuyên. Cái sự kiện này diễn ra lúc 14 giờ, thì hôm nay Tuyết đến hơi sớm một tí xíu là 13 giờ 30. Hội trường bây giờ là chỉ có một mình Tuyết thôi, và có thêm một nhân viên của công ty ở đây nữa. Để coi hôm nay có sự kiện mình diễn ra như thế nào thì Tuyết sẽ cập nhật và thông báo cho các bạn nha. Là anh này là nghe bảo là trong vòng một năm nhưng mà đạt được cái nút vàng của YouTube. Thì cũng đúng thôi, tại vì anh ấy là một nghệ sĩ thì anh ấy có khả năng dàn dựng phim và có rất là nhiều ekip và cấp rất là nhiều nghệ sĩ cũng như là bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ để mà xây dựng một cái bộ phim chuyên nghiệp đến với khách hàng. Thì cái việc mà anh đạt được cũng là một chuyện bình thường thôi, nhưng mà để xem không biết là hôm nay sẽ có những cái điều đặc biệt gì, để tại vì anh mở một cái sự kiện mời YouTuber đến để mà chia sẻ cái kinh nghiệm, thì không biết là hôm nay mình có những cái gì học hỏi được hay không. Để có gì Tuyết chia sẻ với mấy bạn nha. Các bạn đến hội trường cũng bắt đầu rồi nè. Bây giờ là sắp tới giờ sự kiện diễn ra rồi nha các bạn. Thì ra đây là một cái sự kiện của một công ty. Công ty này là công ty BOTV thuê cái anh Quách Ngọc Tuyên này về để mà diễn thuyết, để mà chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, cái kênh của anh. Thì song song với cái việc chia sẻ đó thì đây là cái cơ hội để mà quảng bá cái thương hiệu của cái công ty BOTV này. BOTV này là một công ty chuyên về hướng dẫn khởi nghiệp và phát triển kênh YouTube. Nếu mà các bạn có kênh YouTube, các bạn phối hợp với công ty này để phát triển thì nó sẽ có những cái điều khoản trong hợp đồng. Thì để mình tham khảo cái hợp đồng là mình chia sẻ thêm với các bạn nha. Đây là cái hội trường nè. Công ty mà thành ra cái sự kiện cũng khá là chuyên nghiệp ha. Hello các bạn, Tuyết đang ngồi kế một cái bạn này là gọi là nhân viên của công ty BOTV. Anh này có công việc là đi tìm kiếm cái gọi là tìm kiếm YouTuber muốn phát triển cái kênh YouTube của mình để đủ điều kiện mà kiếm tiền nhưng mà không có thời gian. Thì bạn sẽ gửi cái kênh YouTuber của mình cho cái anh này. Anh này là người của công ty BOTV. Thì cho Tuyết hỏi bạn là, bạn này tên Tân, cho Tuyết hỏi bạn là về cái hình thức mà cái mức đầu tư của một YouTuber cho một cái quá trình, thì bạn có thể chia sẻ thêm giúp Tuyết không ạ? Từ cái ngày ký hợp đồng thì cái điều khoản mình ký hợp đồng là như thế nào hả Tân? Thì mình có cái gói dịch vụ phổ thông nhất là 5 sub, là thời gian là 8 tháng. 8 tháng. Đạt được 50.000 sub. Dạ. Sau 8 tháng nó có hai loại, tức là loại đầy sub hoặc là loại đúng tiền lý. Các bạn biết làm tốt rồi thì cứ để thì đầy sub là tốt nhất. Đó là doanh thu là mình đúng hết. Đúng hết. Là... có nghĩa là bây giờ á, là bên chị sẽ đầu tư, ví dụ như chị là một YouTuber, chị muốn đầu tư cho công ty em là chị sẽ thanh toán cho công ty em thứ nhất là 28 triệu đồng cho một cái khoảng thời gian 8 tháng bên công ty em phát triển cái kênh của chị, và công ty của em đưa bất kể một video nào mà bên chị không cần quan tâm, không cần biết gì hết. Bên chị chỉ cần đầu tư cái tiền cho công ty em thôi, đúng không? Con bao được. Và cái tài khoản. Tài khoản của công ty em hay là tài khoản của chị? Tài khoản của chị. Tài khoản là của mình. Rồi thông tin gì nữa? Khi mà ký hợp đồng là bên chị sẽ cung cấp cho công ty em cái gì? Toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Gmail, tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản. Còn kênh là như thế nào?
kết thì công ty tạo, ví dụ là bản thân của chị tạo luôn hay là đưa cho em để công ty em lấy tạo thôi? Có hai loại, nếu mà chị không biết làm thì công ty sẽ tạo, còn nếu chị có kênh rồi thì công ty chỉ... Nếu mà mình có kênh rồi á thì mình sẽ đưa cái kênh đó cho công ty phát triển, còn nếu mình không có kênh rồi mình chỉ đưa thông tin cá nhân và đầu tư số tiền 28 triệu đồng cho công ty này để công ty này tạo một cái kênh phát triển cho mình sau 8 tháng. Không quay phim và không chụp hình từ bây giờ cho đến khi nào hết chương trình.